xoay dòng suối biết cho cầu rối dung bồi mò sương tối cây xanh xanh bên cầu tha thước lấn gian mây đôi cánh chim mà trời. Hai người kia dừng lại. Cậu ơi ăn cướp. Cầm tu cháu chạy vào trong nhà bên suối kia ẩn mặt đi, mau đi. Trễ rồi, chạy đâu cho thoát. Quân cường đạo, đừng ý chúng hiếp cô. Lola, bắt nàng kia về sông trại. Không, buông tôi ra. Hoàng, nàng kia muốn gì? Ta muốn các người phải buông cô gái kia và rời khỏi nơi đây tức khắc. Thân gái chân yếu tay mềm lại đòi học đeo kiếm mang gươm, thật là ít nằm đại duyên. Chớ nhiều lời hãy đó. Lola, bắt luôn cô gái này về sân trại. Không. Cái gì mà la lối ôm sòm vậy? Bọn Lục Lâm Thảo Khấu, đừng làm hỗn với em gái ta. Chạy về ơi, chạy. Bội Ngọc, em có sao không? Còn hỏi nữa, người ta muốn làm nhục em đó thấy không? Thôi nín đi. Cô gái với ông lão này, tại sao lại có mặt ở đây? Không biết ở đâu. Họ bị bọn cướp rượt tới đây em mới ra can thiệp đó. Rồi em cũng bị bọn cướp bắt luôn. Thôi để anh gọi cô gái này tỉnh dậy. Gì vậy? Gì khóc? Không biết. Cô nương, tỉnh dậy cô nương. Không cho anh chạm vào người cô gái đó. Trời ơi, khó lòng quá vậy. Lão ba ơi, tỉnh dậy. Chu Cẩm Tu, cháu tôi đâu? Dạ, cửu phụ, cháu đây. Cẩm Tu cháu. Dạ. Cậu cháu lão xin đê đầu giảng tạ công ơn của thiếu hiệp với cô nương. Ơn nghĩa này lão nguyện chạm dạ ghi xương, đã đành rằng ân nhân hành động vì lương tâm. Nhưng phải đâu là một việc tầm thường, sao lão ba cứ bâng lòng hãy lo điều trị vết thương. Xin tiền nợ xin đây đầu đổi ơn nữ hiệp nhờ sự can đảm của người, tiếng nữ mới nàng khỏi tai qua. Bây giờ xin mời lão bá và cô nương hãy ở lại đây, chúng tôi sẽ lo thang thuốc, khi nào phục sức hẳn sẽ lên đường. Mời lão bá và cô nương hãy vào trong ăn nghỉ. Dạ, tạ ơn thiếu hiệp. Còn Bội Ngọc, nhờ em phi ngựa đến thảo trang của thuốc phụ anh, xin thuốc về chữa trị cho cô nương và lão bá nhé. Sao anh không đi? Anh mắc... Mắc cái giống gì? Bị tại cái gì? Thôi mà, đi mau giùm chút đi mà. Nè, ở nhà không có được nói chuyện với người ta nha. Nói chuyện với người ta em tự giận em chết cho coi. Em đi à. Con nhỏ này bữa nay sao mà kỳ lạ vậy cơ? Đông đã về rồi, sương tuyết rơi. Đêm nay gió rất lạnh khung trời. Lửa hồng soi sáng hồng đôi má. Một cánh hoa sầu rụng tà tơi. Kìa, cô nương, sức khỏe của cô nương chưa bình phục hẳn. Cô nương hãy vào trong ngơi nghỉ. Ngoài này sương tuyết đã bắt đầu rơi. Thưa thiếu hiệp, tiện nữ có thể hỏi thiếu hiệp vài điều được không? Tôi họ Chu, tên Bạc Sơn, xin cô nương cứ gọi tên tôi cho tiện. Xin Chu thiếu hiệp cho tôi biết nàng Bội Ngọc có liên hệ thế nào với thiếu hiệp? Là một người em gái. Hay nói rõ hơn, tôi với Bội Ngọc có chung một mối phụ thù. Phụ thù? Tôi vẫn hoài nghi kẻ thù đã giết cha tôi là một người có thế lực của Minh Triều. Hả? Kìa, dường như nàng xúc động. Không, nhưng chàng ơi, đường phục hận thì xa thấm thẩm, mà buổi sơ giao lại ngắn, không đủ đôi mai đầu xanh gửi trọn tâm tình. Thôi thì sâu chuỗi ngọc này em xin gửi tặng chàng,
để lưu niệm một đêm bên triền suối bạc Cẩm Tú. Bạc Sơn ơi, điêu mai này của lạc bước tới Ninh Giang, nhớ sang con đò Bắc Thủy mà thăm người em gái nhỏ đang tựa cửa phòng khuê chờ đợi buổi tao phùng. Người em kỳ ngộ giữa đêm đông sương tuyết lạnh lùng, tâm tình này chưa cởi mở mà con tim hồng đã trao về ai. Ở trấn Dương Châu có vườn hoa vàng sắc, có gấm dốc muôn màu, vậy mà tới núi bạc này rồi hồn thơ ngây, bỗng dâng lên một nỗi sầu không bến đổ, lòng dương dương như nặng muối thương sâu. Cẩm Tú, có phải nàng vừa nói lên những tiếng nói của tình yêu? Và cũng là những lời nói đầu của một tiểu thơ tường cáo cổng kinh. Còn Bạc Sơn, còn Bạc Sơn là một gã tiều phu, chỉ quen với hoa ngàn con nồi, bỗng chợt nghe mùi hương diễm ảo theo ngọn gió phương trời. Gió đưa hương hương theo gió phút chốc đã qua rồi, ở đây sẽ còn lại một gã tiều phu thô kệch. Dõi mắt cuối trời mà mơ dáng ngọc hình hoa Cẩm Tú, ở trấn Dương Châu chắc nàng là một giai nhân được kẻ mời người đón, thì hứa hẹn làm chi cho thêm nhớ thêm sầu. Rồi đêm nay mình sẽ chia tay, kẻ ở lại rừng sâu, người về kinh thành tràn đầy ánh sáng. Sao bức rèm châu tiếp chờ chàng rứa sông thù hận, thì chuyện tương phùng mới đẹp mong ai xanh. Cẩm Tú, Chu Bạc Sơn. Trời ơi, người ta ôm nhau. Em Bội Ngọc, em đã về đấy à? Tôi biết mà, tôi nghi cái gì là con anh ấy à. Nữ hiệp, tôi tưởng nữ hiệp là... Là cái gì? Nàng tưởng tôi là anh đó phải không? Dạ. Cẩm Tú, cháu đã làm gì mà phật y nữ hiệp vậy cháu? Kìa, lão ba, vết thương đã bớt nhất, lão xin phép cáo từ và xin hẹn ngày tái ngộ. Cẩm Tú, lại từ giả nhị vị ân nhân đi cháu. Dạ, xin cảm ơn nữ hiệp và xin giả biệt Chu Bạc Sơn. Thôi. Tôi cái gì? Sao không theo người ta luôn đi? Bội Ngọc, sao hôm nay em vô ý thức quá vậy? Sao tâm tư em bỗng dưng rối loạn? Hành động của em không tự nhiên như hành động nghĩa hiệp tử thuở nào. Tại vì bão tố của đại dương đã tràn vào, làm nghiêng ngửa cội tùng ở bên triền núi bạc. Rồi biết đâu cội tùng sẽ đổ nát để cho con ngạc phía vào trăng mà than khóc nỗi ưu tình. Tại vì em thấy xuất xa thân phận của mình, đã kề bên anh từ hồi còn tấm bé, cùng nô đùa bắt bướm dần qua. Sao em linh cảm như sắp có chia ly, vì hình hài của anh còn đó mà tâm linh như chia lìa đôi ngã chất, đã theo người ta về nẻo tinh kỳ. Bội Ngọc, em yêu anh rồi phải không? Yêu từ bao giờ? Từ bao giờ em cũng không được biết. Còn anh có thương đến em không? Bội Ngọc ơi, anh vẫn xem em như một đứa em gái nhỏ, và mong đợi một ngày em lên kiệu cưới. Anh thương em bằng tình sư huynh sư muội, chớ không phải vì mối tình trai gái lứa đôi. Rồi bây giờ nghe em nói mến thương tôi, ôi cay nghiệt và thêm nhiều ngang trái. Thôi hãy quên đi vì đời chia hai lối, đừng mơ mộng chi một cánh chim.
thiên đài. Thôi cũng đành liệm kinh hồn tôi, anh ở lại đây mà lo đường cung kim. Lỡ một đường tơ hết rồi quyến luyến, em xin gửi lời vĩnh biệt chú huynh. Bội Ngọc, Bội Ngọc, chuyện gì đã xảy ra vậy cháu? Dạ thưa thúc phụ, Bội Ngọc đã giận con mà bỏ đi rồi. Nó đi con Minh để gặp thân mẫu của nó là Hồng Y Nương, rồi sẽ trở lại theo lệnh của ta. À kìa, sâu chuỗi ngọc, cháu lấy sâu chuỗi này ở đâu vậy? Dạ, một cô gái tên là Cẩm Tú tặng cháu để làm kỷ vật. Nàng cùng đi với một lão già xưng là Chiêu Thế Vũ. Hả? Chiêu Thế Vũ? Một cái tên nhắc cho ta nhớ mối thù 18 năm về trước. Chính hắn có mặt trong vụ mưu sát thân phụ của con. Ta tiếc rằng không kịp về sớm hơn để hỏi tội tên bạc nghĩa. Trời! Thiệt vậy sao thúc phụ? Còn sâu chuỗi ngọc này đây là vật gia bảo của dòng họ Chu Sơn. Ngày xưa đã thất lạc một lần, bọn cướp còn giá mang sát hại nội tổ của con. Ta và thân y phụ con bao năm khổ nhọc truy tầm mới giết được bọn hung tàn, đem bảo vật về cho tông môn. Vậy mà tại sao nó lại ở trong tay của người ngoài? Xin thúc phụ hãy tàn lời cho con hiểu rõ nguyên nhân. Thân phụ con là đại huynh nên có bổn phận phải giữ gìn, nhưng chưa cạn chén rượu mừng lại vào cuộc ly tan. Thân phụ con bị giết đi mà ta thì không trông nổi kẻ thù, nên bảo vật lại luân hồi rơi vào tay người khác. Trời ơi, vậy thì kẻ hung tàn hiểm ác đã sát hại phụ thân con, là kẻ mà 18 năm qua đã giữ bảo vật của dòng Chu Sơn. Cho tới ngày nay tuyệt kỹ đoạt Long Châu của dòng họ Chu Sơn đã luyện thành siêu việt. Chú mới nói tên thật của cháu là Chu Sơn Kiệt, trưởng nam của một vị tướng quân từng quanh liệt giữa sang trường. Cha của cháu bằng ngày xưa khi khải hoàng đắc thắng, cha cháu kéo quân về mở nga tiệc liên quan. Nhưng thiết diễn hổ muốn đoạt kỳ công nên sai Chiêu Thế Vũ tổng mưu cùng Chiêu Yến Phượng bỏ độc dược cho cha con lầm thì uống, nên đã thác hoàng xuống đáy hoàng mầu. Thiết diễn hổ hiện đang là tổng tranh Dương Châu, chính hắn là tên Lữ An Tùng ngày xưa nơi xóm Liều. Còn mẹ của cháu là ai, xin chú cho cháu biết. Cháu muốn hiểu tận tường về tông tích mẫu thần. Con cứ giết kẻ thù thâm, rồi ta sẽ đưa con đi tìm mẹ. Còn Cẩm Tú là ai thưa thúc phụ? Chính cô gái ấy là con gái của kẻ tử thù. Trời! Chu Sơn Kiệt, con đã yêu cô gái ấy rồi sao? Con đã yêu cô gái ấy rồi sao hả Chu Sơn Kiệt? Phu quân, việc hộ vệ cho gia huynh và con gái ta về xóm Liễu thế nào mà giáo đầu trở lại phủ đường một thân một ngựa vậy phu quân? Cả đoàn tùy tùng hộ vệ đã bị bọn cướp chặn đánh tan tành ở rừng Vĩnh Hạ rồi. Trời! Còn con Cẩm Tú sống chết ra sao? Phu nhân an tâm,
nội hôm nay ta sẽ ra quân giảm nát rừng Vĩnh Hạ, đạp đổ đỉnh Bạc Sơn, giết Chu Sơn Điền, cứu nguy cho Chiêu Gia Huynh và con Cẩm Tú. Không, không thể được, vì bên cạnh Chu Sơn Điền còn có thằng con của thiếp là Chu Sơn Kiệt. Phu nhân cũng nên nghĩ rằng Chu Sơn Kiệt đã bị giết theo chồng của phu nhân ngày trước rồi. Trời, mẹ ơi, cha ơi. Ơ kìa, Cẩm Tú, con đã về. Cẩm Tú con. Dạ. Cha sẽ bảo dọn yến tiệc để mừng con thoát nạn. Cha đi. Mẹ, mẹ ơi, nhờ được hồng phước nên có người cứu kịp, chứ nếu không con đã cắn lưỡi mà chết rồi. Ơ kìa, sao chú Ngọc của mẹ cho con đâu rồi? Chắc bọn cướp đã chiếm đoạt rồi phải không con? Không, không có ai cướp đoạt sau chuỗi ngọc ấy đâu, mà chính con gái bà đã tặng cho tôi làm kỷ niệm. Kìa, chú Bạc Sơn, mẹ ơi, đây là chàng thiếu hiệp đã giải thoát cho con đó. Tôi đến đây để tìm một người có cái tên Lữ An Tùng, và cũng chính là Tổng Trấn Dương Châu Thiết Diện Hộ. Chú Bạc Sơn, chàng tìm trai mà. Không không, ta là Chu Sơn Kiệt, đứa trẻ thơ mà 18 năm về trước đã bị người ta dùng âm mưu thâm độc cướp mất đi một đấng sanh thành. Chu Sơn Kiệt buộc mẹ ta phải sang thuyền bỏ con thơ hồi còn măng sữa. Sơn Kiệt con ơi, có biết chăng nỗi lòng của mẹ? Cấm bà chớ hồ đồ, bà chỉ gọi như Sơn Kiệt bằng con. Bà cũng đừng tưởng cấm tu sẽ đi cùng cháu tôi nên nghĩa vàng son, để lợi dụng ân tình mà xóa bỏ thù thâm. Trời ơi trời, sao ông bài chi nói trái ngang? Bà có biết đâu ngày xưa anh của tôi vì ai mà ngã gục, để cho nghi kẻ tử thù bước lên trên đỉnh vàng son, để ngày nay bà được khi mang danh là đệ nhất cái phụ nhân. Các người nói chi đây mà tôi nghe như đi vào cõi lạ. Tôi tới đây là để trả bị bêu đầu là thân phụ của con. Trời, trời ơi, tình yêu lại dương mang thù hận, tan nát mộng ban đầu, con đi khổ lắm mẹ ơi. Bà, con của bà và tên Tiết Diện Hổ Lữ An Tùng phải được tế sống trước mộ phụ thân ta. Bội Ngọc, hãy dùng gươm cưỡng bức mẹ con Cẩm Tú, trao sư phụ đang đợi phía ngoài. Ta đi tìm Lữ An Tùng Thiết Diện Hổ. Giang Tê, bắt Giang Tê. Như gì, phụ nhân và vợ con ta đâu? Đã bị bắt đem đi rồi. Muốn gặp lại vợ con, hãy đến trước mộ phần của cha ta là Chu Sơn Bằng Tổng Tất. À, té ra mi là Chu Sơn Kiệt. Quân, hãy bắt cho được tên cướp cạn này vào hầm tử ngục. Ta phải đi giải cứu vợ con ta. Vâng, lên. Chú Quýnh đừng lo, đã có Bội Ngọc đến đây tiếp cứu kịp thời. Bội Ngọc, hãy coi chừng. Trời, Bội Ngọc, em có sao không? Hãy gắng gượng lên để anh đưa em thoát khỏi nơi này. Đây làm gì, đây làm gì nữa, khi em đã chết cả tâm hồn thì có sống chỉ sống thừa cho thể xác. Anh ơi, em là kẻ si tình vô duyên bạc phước, đã trót yêu mà chưa một lần hưởng được tiếng yêu đương. Hãy nói yêu em đi cho em được mỉm cười, về lòng đất yên vui hồn cô phù. Bội Ngọc ơi, anh có tiếc chi với em một tiếng nói yêu đương ở đầu môi chót lười? Nhưng tiếng yêu mà em chờ em đợi lẽ đâu anh thốt ra dưới cõi lòng đầy giá dối để trở thành tên phản bội.
tình. Tình yêu của em anh nguyện ghi tạc giữa tim đồng. Ơn dạy em săn sóc anh từng manh áo chén cơm thì trọn đời anh nguyện chẳng quên ơn. Nhưng yêu đương là chuyện của con tim, thủy chung là bởi một lời nguyện tơ tóc. Thở ấu thơ mình thương nhau trong dùng túi ngọc, khi lớn khôn lại lỡ mong vuông tròn. Bội Ngọc xin em hiểu dùng cho anh, mình lỡ muộn nên cả hai đều gian dở. Son Kiệt ơi, em mãn nguyện rồi khi được nằm trong vòng tay của anh. Dù gió thổi ngược chiều thuyền không về bến đồn, dù hy vọng kia không còn gì là hy vọng nữa, em cũng được ấm lòng khi vĩnh viễn lìa xa. Sông nước lạnh lùng đò lạc bên mơ, buồn giọng hát câu hò nghe lòng rười rượi. Sao thuở âu thơ mình chưa biết nói, hai đứa thương nhau để không lỡ duyên hài. Hơi đã tàn sức đã kiệt rồi đây, hai nắm chặt tay em trước giờ vĩnh biệt. Nói đi anh yêu em tha thiết, để kỳ thác rồi em chẳng thấy cô đơn. Anh Chu Sơn Kiệt chắc em chết mất. Bội Ngọc, Bội Ngọc. Trời, Bội Ngọc con, Chu Sơn Kiệt, cháu hãy cho Bội Ngọc uống hoàng linh đơn này, còn hy vọng cứu kịp và đưa ngay ra khỏi đi mau. Khoan, tiểu tạc vật con ma đầu kia hãy đứng lại. Đừng cản trở thất công, đi lẹ đi Chu Sơn Kiệt, đã có ta che chở. Kìa Hồng Y Nương. Phải, nhưng ta đến đây không với tư cách của một Hồng Y Nương từng hành hiệp giang hồ, mà với tư cách một kẻ thù đi giáp mặt một kẻ thù. Ta chưa từng gây thù hận với Hồng Y Nương. Người đã giết người ta thương là Tuyên Quân Họ Lý. À, té ra Hồng Y Nương vậy tiến hành hiệp khắp giang hồ hơn 10 năm nay lại là các bội làng. Xưa kia chỉ là một nàng quê nữ, cái nhan sắc mỹ miều đã làm đảo điên những chàng trai xôn liều. Giờ phút này đây không phải để người đùa mây cợt gió, mà hãy can đảm trả lời chuyện ngày xưa, có phải ngươi là hung thủ? Nếu ta nói rằng không thì cô nương nghĩ thế nào? Thì ta xin mời giáp mặt những nhân chứng ngày xưa. Còn nếu là ta thì cô nương sẽ làm gì? Giết người để tế mộ chồng ta. Vậy mời cô nương tú kim. Chớ vội, hẹn gặp ngươi ở mộ Chu Sơn Bằng, ta chờ ngươi. Đây là phần mộ của cố tổng trăng Chu Sơn Bằng, Chiêu Yên Phượng. Bà có nhận ra tôi không? Chu Tam Đệ. Câm! Tôi câm bà không được gọi tôi bằng Tam Đệ. Vì 18 năm nay tôi có còn xem bà là chị dâu của tôi đâu. Nhưng chồng tôi chết cho tới ngày nay vẫn còn bí mật. Cho tới ngày nay tôi vẫn chưa biết ai là kẻ tử thù. Kẻ thù của bà là tôi, là Chu Sơn Điền. Còn kẻ đã giết anh tôi bà đừng giả vờ không biết. Sự thật tôi không biết gì hết. Lão, không biết gì hết mà sau khi anh tôi, tức là chồng của bà, vừa chết vì độc dược, mồ mả chưa nổi một lớp rêu xanh, bà đã sang thuyền chẳng màng dư luận. Trong lúc tôi là em bị truy tầm khắp nẻo giang sơn. Bà nhớ lại xem mấy bàn tay của ai đã chuốc dầu cho anh tôi và Lý Tướng Quân đi quên đi cả việc phòng thân. Chính tay tôi mời chén tương cùng sau ngày ly cách, nhưng tôi nào đâu có biết.
kẻ giang hùng muốn nghi làm cho mộng vỡ tình tan. Gã Lữ An Tùng mà có phải nhân tình của bà chăng? Ở xóm Liễu ngày nào đã hẹn biển với thề trăng. Chừng gặp lại với nhau các người có dịp mà may mà qua rập giết chủ tướng quạt quyền cao để nối lại đường thơ. Vì nghĩ đến con tôi nên có ấy tôi không thể quỷ mình liệm chết tâm hồn trong kiếp sống. Đợi con trẻ tưởng thành cho đẹp giả người ở Diêm Cung. Bà lo cho con trẻ mà 18 năm nay bà vẫn quy hoàng lỏng lầy. Còn thằng Chu Sơn Kiệt nó lớn lên bằng dưa muối, nó phải làm tên tiều phu đốn củi đổi gạo sống qua ngày. Chu Tâm Đệ, bà đã bỏ con thơ mới mở mắt chào đời và dạy nó hận thù nhân thế đó bà ơi. Bà có công đẻ tôi có công nuôi, nhưng không bao giờ tôi dạy nó khác thèm tình mẫu tử. Thà rằng mang tiếng mồ côi nhà chết cha chết mẹ còn hơn vú dòng sữa tôi đã cạn khô rồi. Chú Tâm Đệ, cầm đi. Tôi đã cấm bà gọi tôi là chú Tám Đệ, còn tình nghĩa gì đâu mà xưng hô với em rể với chị dâu. Chú Tâm Đệ, chú Tâm Đệ ơi, từ ngày ông bắt con tôi đi biệt tích, tôi chẳng biết nơi đâu tìm kiếm tám mương mười phương non nước khi mịt mùng. Ôi biết làm sao cho người mẫu người tớ được tương cùng. Tôi nhớ con tôi như dao cắt ruột, tôi thương con mình đã xẻ thịt bánh giang. Có người mẹ nào chẳng biết xót xa, xin chú Tam để hiểu lòng tôi thêm chút nữa. Mẹ gặp con mà như người xa lạ, còn đau đớn nào hơn câu mẫu tử chia tình. Tôi gian ông, tôi lại ông, cho phép tôi được gửi thằng chú Sơn Kiệt bằng con, rồi có chết tôi cũng vui lòng nhắm mắt. Tôi đã nhất định rồi, bà đừng có năn nỉ gian xin. Những dòng lệ đó không thể làm siêu cái lòng sắt đá. Tôi đã dạy nó căm thù bà như tên tội tử. Thì dù bà có gọi được tiếng con chỉ thêm tôi nhục vào thân. Chi bằng bà hãy để cho dĩ dáng nằm im đi sau 18 năm dài. Đừng thất chất hãy vùi trong đi một quá khứ. Không, ông đừng, ông không thể cấm được tôi. Tôi là mẹ, tôi có quyền làm mẹ. Chú Sơn Kiệt ơi, 18 năm dài thương nhớ nay trùng cùng ai nỡ bắt ly tan. Thưa thúc phụ, có tiếng chim giật mình la hoảng, chắc có đoàn người khuấy động rừng đêm. Kìa, dân làng đã tắt hết đèn giả quang để báo động cho ta biết rằng bọn quan quân đang tràn tới. Chu Sơn Kiệt, dạ, sự thái của con Hồng Y Nương đâu rồi? Thưa, đang điều trị vết thương cho Bội Ngọc, em con đã được phục sức và có thể cầm gươm. Còn ở đây, giết chết người đàn bà này. Trời, còn ta, ta vào giết Cẩm Tú để chuẩn bị tiếp nghinh quân của Thiết Diện Hổ. Thúc phụ, không, ông cứ giết tôi đi để cho thế gian này bớt đi một người đàn bà mà ông cho là phản bội. Chứ bọn trẻ thơ có làm chi nên tội mà ông đem quan trái phủ lên tuổi xuân.
rừng tiến, còn tránh được chuyện cốt quá nhục tương tàn. Ông là người sông nở suối dục lũ đầu xanh, lỗi đảo xanh thành đảo lộn nhân luân. Rồi mai đây khi con tôi nó biết được đâu là ưu tiết giả chân, có lẽ nó sẽ trở thành một người điên loạn, và đời sẽ xem nó thấp hèn hơn loài giả thú, mà chính thật ra nó nghi cốt tội tình gì. Bà vừa nói những gì mà tôi không hiểu? Đó là những lời xảo trá, con đừng để ý bẩn tay. Người ơi, nếu người được trời sanh là gái thuyền quyên, người sẽ hiểu nỗi khổ tâm của một nàng xương phụ. Thôi, bà đừng nói nữa. Thúc phụ, nãy giờ con nghe đối đáp, dường như thúc phụ và bà này có quen biết trước kia. Thúc phụ thường dạy con rằng, vừa kiếp nhân sinh nên biến thù thành bạn, chớ đừng nên biến hy bạn thành thù. Thúc phụ ơi, hôm nay con nghe bỗng dưng có một sự gì sai lực trong tim. Không biết tại sao trước mặt bà này con thấy thương thương, xin thúc phụ hãy thứ tha cho bà đây được an toàn. Chu Sơn Kiệt, nếu con còn cãi lệnh ta, ta sẽ tự sát giữa nơi đây. Vì con đã làm hỏng mưu định của ta từ trước, vì ta đã đem thời gian âm thầm rơi trên mái tóc, đợi ngày này để gặp mặt từ nhân. Quân của Thiết Diện Hổ đã vào ấp, Chu Sơn Kiệt hãy giết người đàn bà đây. Thúc phụ, tại sao còn chần chờ? Hay tại vì người này là mẹ của nàng Cẩm Tú, cô gái mà con đã nói yêu sau lần gặp gỡ giữa một đêm sương? Chu Sơn Kiệt, con đã lừa dối bộ Ngọc rồi phải không? Có phải vậy không? Thúc phụ, mau ra gươm, nếu không ta tự sát. Dân, con sẽ giết, con sẽ giết, giết một người đàn bà mà hai tay đã bị trói chặt, một người đàn bà cúi mặt chờ tử thần với đôi dòng lệ bi thương. Giết một người đàn bà để làm sáng thêm ánh thép của một đường gươm. Giết! Trời mẹ! Cẩm Tú con! Xuống gươm, Chu Sơn Kiệt! Nàng kia, mau giang ra, giang ra để ta làm kẻ sát nhân, để ta giết mẹ nàng. Hãy giang ra! Chu Sơn Kiệt ơi, cứ giết em đi, em đã thề nguyện chết thay từ mâu, cho tròn câu hiếu tử, cho tròn nghĩa con người. Chợ sống làm chi đi mà lỡ khóc đi lỡ cười, sống làm chi mà niềm vui chưa tròn, lại phải buồn giữa cảnh ly tan. Trời ơi, tại sao dưới tay của kẻ cướp đi bảo tàng, cứu tôi sống làm chi rồi đem chuyện thương tâm trải lên trên những đoạn đường tình. Cẩm Tú, có chuyện tang thương thì tình mình sẽ không bể dấu biến đổi. Thấy lệ em rơi chảy dài trên má, mà lòng anh nghe như bão động phong ba. Gặp nhau rồi lại phải đoạn lìa xa, trái tim yêu bỗng gói sầu vạn kỷ. Nếu biết trước yêu chi làm cho khổ lụy, để bán tình ca phải vỡ mộng thương cùng. Phượng Loan quyện lấy trăng vàng, mà thương mà tiếc tình tan tan tình. Trách ai
bé này quá quắc lắm rồi. Bị giam giữ ở trong kia mà vẫn còn lén ra đây để cản trở cuộc phục hận của người ta. Có mặt ta đây rồi, thử coi nàng có cản trở được đường gươm của Chu Sơn Kiệt không cho biết. Lại đi biểu. Nữ hiệp. Không có nữ hiệp nữ họt gì hết á. Nàng là con của kẻ đại thù, ta phải giết nàng. Trước là để trả thù cha, sau là trừ mối nguy cơ về tình cảm. Hãy coi đây. Bội Ngọc, anh còn binh vực cho con nhỏ này nữa phải không? Thôi, em muốn làm gì đó làm. Em quyết chép đầu con đó. Khoan, nữ hiệp không được quyền xúc phạm đến Cẩm Tu. Tại sao? Vì về liên hệ đối với dòng họ Chu Sơn, Cẩm Tu cao hơn nữ hiệp bội phần. Chiêu Thế Vũ, người đã đến đây để đền tội mà còn nói gì liên hệ của Cẩm Tu với dòng họ Chu Sơn. Chu Sơn Điền, huynh vẫn còn nóng tính như thuở nào. Vì sự nóng tính ấy mà bỗng dưng chúng ta trở thành thù nghịch, trong khi mình chưa tìm ra được kẻ chủ mưu. Việc ấy không còn cần thiết nữa. Hãy nói mau về liên hệ giữa dòng họ Chu Sơn và nàng Cẩm Tu. Tôi nói chính Cẩm Tu chính thật là con của chủ tướng Chu Sơn Bằng. Chiêu Thế Vũ, người đã sai rượu đó phải không? Từ ngày ấy tôi đã thề không uống rượu, thì có men đâu mà sai. Tôi nói đây là lời nói của con người rất tỉnh, rằng Cẩm Tú là hòn máu còn lại của chủ tướng Chu Sơn Bằng. Khi người giả biệt cõi dương trần, bỏ lại trên đời một xương phụ cưu mang. Hả? Vậy mà tại sao với tôi không hiểu rõ đầu đuôi? Đợi tới phút giây này nghe như chuyện chim bao. Bao lần tôi muốn nói ra nhưng sao tôi lại nghẹn lời, vì bị xem là thù không quyền thuốc toàn thâu. Thôi các người chớ vẽ giờ để trong tội, ôi kiếp nhân sinh thở tạo xoay dần. Châu Yên Phượng này nói ra đây không phải để mong ai dịu nổi căm hờn, mà để cho con gái của tôi được sống và ai kia không hối hận ngày sau. Lời nói của các người lấy gì làm bằng chứng? Có tôi làm chứng. Kìa Hồng Y Nương, Lý phu nhân biết gì xin cứ nói. Tôi nói rằng Chiêu Yến Phượng cưu mang Cẩm Tú, trong khi tôi cưu mang Bội Ngọc. Hai chị em tôi cùng vui một lượt và hẹn đón chồng về từ nơi trận mạc để báo tin mừng. Nhưng chẳng may Chu tướng công uống nhầm độc tử nên phải quy mình. Chiêu Yến Phượng bị Lữ An Tùng cưỡng bức đem về làm vợ người khi đã có bào thai. Sự thật bây giờ đã được phanh phui, xin cởi mở quan tình cho Chiêu Yến Phượng, để cho nàng được toàn mãn sống nhận Chu Sơn Kiệt làm con nuôi lại thâm tình. Mẹ, sự thật như thế nào? Cô không phải là con của người cha mang danh Thiết Diện Hộ, mà là con của vị tổng trấn Chu Sơn Bằng đang nằm yên dưới đáy mộ này sao? Sự thật là như vậy đó, Cẩm Tu con. Con, Chu Sơn Kiệt, nó là anh ruột của con. Trời! Thúc phụ, sự thật như thế nào? Thúc phụ, Chu Sơn Kiệt cháu, sự thật có lẽ là như thế đó. Như vậy Chiêu Yến Phượng là mẹ ruột của con. Trời! Trời ơi, tại sao thúc phụ không nói sớm? Tại sao thúc phụ hạ lệnh con phải giết một người mẹ có công sanh thành, dù không có công nuôi dưỡng? Vì mẹ của con đã giết chồng để nối lại ta duyên với gã nhân tình ngày xưa nơi xóm Liều. Không, Chu phó tướng cho kết án oan một người đàn bà đau khổ. Theo lời của tên quản gia Liễu Thuận nói lại thì vụ án ngày xưa chính là do Thiết Diện Hổ bỏ độc dược vào bình cúc tử mà phó tướng phải bị án oan. Trời! Trời ơi, sự thật hôm nay con mới được tỏ tường.
Mẹ ơi con xin mở trói và dập đầu ta tôi. Sơn Kiệt con. Mẹ ơi, nếu sự thật cha của con bây giờ đã giết cha con ngày trước, thì con biết xử sao cho nghĩa vuông tròn. Công sanh cao cả, còn công dưỡng nuôi cũng ta thiết nắng quằn. Con không thể vì hiểu với cha sanh mà bất nghĩa với người cha nuôi dưỡng. Con là kẻ đang chơi với giữa dòng đời tình cảm, biết ai thương ai ghét, ai trọng ai khinh. Đời con sao lắm đau thương, trời xanh sao nó ghét ghen má hồng. Lữ An Tùng đã rầm rộ xuất chinh, tôi khuyên nàng nên rời vòng tử chiến. Vì nơi đây sắp lấp biển hận thù với dưỡng phụ của nàng là Tông Trấn Dương Châu. Tất cả hãy lui vào trong mai phục, để mình Chu Sơn Điền ngoài này tìm cách đối phó với Thiết Diện Hổ Tổng Trấn Dương Châu. Chu Sơn Điền đâu? Ta đã y hẹn tìm đến mộ phần Chu Sơn Bằng, sao ngươi không xuất đầu lộ diện? Có Chu Sơn Điền đã chờ đợi ngươi đây. Ra lắm, vợ con ta lũ bay đến giết hết rồi phải không? Chúng ta không phải là những kẻ đê hèn, vậy hãy cho ta gặp mặt. Để làm gì? Khi Chiêu Yến Phượng đã biết mi giết chồng của nàng ngày trước, và Cẩm Tú đã xem mi là kẻ thù hòa thâm, đâu còn tình nghĩa cha con. Ai nói với vợ con ta những chuyện quan đường? Người đã bỏ thuốc độc vào ly rượu đoàn viên, có kẻ làm chứng nhân. Kẻ đó là người nào? Hãy cho ta gặp mặt. Chắc mi đã biết rồi, mi có gặp mặt cũng bằng thừa mà thôi. Nhưng kẻ đó là ai? Là người mà mi đã vu oan cha quả buộc tội sát nhân cùng một lượt với ta. Tên Liễu Thuận à, thằng lớn mật to gan. Hết chối cãi rồi, hỡi kẻ sát nhân, đừng mong gặp Chiêu Yến Phượng. Hãy nhường tôi tám đệ. Kìa phu nhân, nàng vẫn toàn tánh mạng nên nay còn gặp mặt. Tôi cấm ông không được tới gần tôi, ông là một loại côn trùng dơ bẩn. Trời ơi, ta là một loại côn trùng dơ bẩn? Yên Phượng ơi, 18 năm trường trong cuộc sống, có lúc nào ta không xứng đáng với tình cảm của nàng không? Chỉ một hành động đoạt vợ giết chồng cũng đã tỏ ra ông còn thấp hèn hơn loài chim muông dã thú. Cha! Kìa Cẩm Tu con, người ta đã nói với con những gì? Người ta nói rằng cha là kẻ tự thù đã sát hại cha ruột của con ngày trước. Con ơi, người ta muốn miếng nụ cười thành tiếng khóc, đem bản tình ca vào hồi kết thúc một vụ án giống thế. Rồi mai đây ở xóm Liễu có con chim nhãn quay về, nó mang theo những tin sầu muộn của đám người lạc lòng cuối trời xa. Chuyện ngày xưa đã chìm vào cõi hư vô, chớ có ngờ đâu ngọn gió thâm thù trở thành bão tố. Hiện tại tương lai bây giờ là quá khứ, chừng nghe tâm tư dài rất chuyện thương buồn. Có nghĩa là cha đã thu nhận sát hại cha ruột của con. Trời ơi, một sự thật chan chường đau lòng con trẻ. Lữ An Tùng, ông vẫn là kẻ tầm thường ngày xưa nơi xóm Liễu, buộc tôi lỗi đạo với chồng và dòng họ Chu Sơn. Còn Cẩm Tu, riêng con có thù hận ta chăng? Cha không có công sanh, nhưng có công 18 năm trường núi dưỡng, sinh dưỡng đạo đồng, con lúc nào cũng kính trọng cha. Dĩ vãng đã nằm yên dưới đai quan mồ, xin đừng ai khai quật lên cho bẻ bàng hiện tại. Sùng sưng cho ta biết giường nào,
Vậy thì hôm nay ta quyết giữ lại những gì ta sắp mất. Quân sĩ, đồng loạt tấn công, bắt tất cả những người nào hiện đang có mặt trong lăng tẩm. Quân sĩ, tụi bay đâu cả rồi, đâu cả rồi? Đừng gào thét làm gì thêm vô ích. Chu Sơn Điền, nhà ngươi nói gì? Tất cả cấm vệ quân của nhà ngươi đem tới đây đều lọt vào bẫy rập của ta rồi. Và hiện đang bị nhốt dưới hầm mà sâu, đừng hòng kịp trở tay. Tù hận thâm sâu phải trả lại thâm thù. Trời ơi, Lữ An Tùng đã xa cơ thất thế, hồi hết cả rồi thời oanh liệt dọc ngang. Theo luật giang hồ của kẻ cầm gươm, ta với ngươi cùng lưỡng hổ giao tranh. Nào, ta xin mời ngươi hãy tốt cùng. Chú Tam Đệ ơi, xin đừng giết Lữ An Tùng. Xin thúc phụ hãy thương tình tha chết đi cha con. Tẩu tẩu và Cẩm Tú còn muốn bích vực cho kẻ đã giết chồng và giết cha 18 năm về trước hay sao? Hãy lui ra! Lùi ra để ta rửa thù cho thâm tình thủ thúc. Xin thúc phụ cho nhọc sức tốn công. Thù cha xin để chú Sáng Kiệt này rửa hận. Thiết diện hộ Lữ Ác Tùng. Hãy xem đây, tuyệt kỹ đoạt Long Châu của dòng họ chú Sơn. Lấy đôi mắt của nhà ngươi để rửa thù gia phụ. À, trời, ta đã mù rồi. Cha Sơn Kiệt con. Chú Sơn Kiệt, đừng vì một phút yêu mềm tình cảm mà lỏng tay gung. Hãy băm dầm thể xác đó cho vơi đi 18 năm núi thù hận. Không không thúc phụ ơi, cháu không thể giết chết một người mà mẹ và em cháu còn lưu luyến. Thà rằng cháu đắc tội với vong linh của người cha thương mến hơn là để cho những kẻ còn lại trên thế gian phải chịu cảnh đau. Gặp tuyệt kỹ đoạt Long Châu là hết đời ngang dọc của Lữ An Tùng. Đối với mẹ cháu Tổng Trấn Dương Châu có công diều dắt và nuôi dưỡng em cháu đến tuổi lớn khôn. Đây là lần đầu tiên con cái lĩnh bề trên. Xin thúc phụ hay tạm hối thù hận. Đôi mắt Lữ An Tùng đã mất dùng ánh sáng, thì hình phạt kia đã xứng với người tội tình. Chư Yên Phượng đâu, Cẩm Tú đâu, hay lại gần đây cho ta được vuốt ve triều mến. Ôi 18 năm hận thù đăng đẳng một quan khiên. Chú Sơn Kiệt, cháu xứng đáng là một kẻ hùng anh, không uổng công ta 18 năm mê trường dài dỗ. Nhưng để Lữ An Tùng sống làm chi cho thêm khó xử. Giữa nghĩ nhân người ăn quán thì không được phân minh. Thà giết hắn đi để giữ được lòng dân, hơn để sống mà mang căn đài kiếp đọa. Ta là kẻ trưởng phu không giết người dưới ngựa, vậy hãy tự xử đi hỡi Lữ An Tùng. Không, tôi không phải là kẻ quý tử tham sanh, nhưng tôi cần sống để được lương tâm căng rứt. Chết đi rồi là tìm về với đất, đâu còn đau đớn gì mà sám hối hận. Ta bằng lòng chấp nhận lời cầu xin của Lữ An Tùng. Vậy hãy đi đi, đi, kẻo ta đổi ý. Chu Sơn Kiệt cháu, ở đây săn sóc mộ phần. Ta đi mời quyến thuộc thân bằng đến đây để tế hồn chu Sơn Bằng sau khi đã rửa xong thù hận. Chu Sơn Kiệt, thúc phụ của tiểu hiệp đi rồi, phải không? Phải. Dạ, ông cũng nên rời khỏi nơi đây. Kẻo khi thúc phụ tôi trở lại, người sẽ đổi ý. Tôi đi đây. Người định đi đâu? Ta cũng chưa biết cuộc đời ta đi về đâu nữa. Ta muốn quay về xóm Liễu ngày xưa để thương để nhớ. Nhưng đôi mắt đã mù đuôi còn thấy đâu liễu rủ qua từng đợt gió thu đưa.
đường. Và biết còn ai nhắc nhở đến tên mình, tên Lữ An Tùng ngày xưa bị kẻ ghét người khinh rằng ta là một gã lưu manh mà cũng đeo đẳng quan trường, nay được nhất phẩm tiểu đình nên muốn quay về quê hương. Nhưng cái thuở vàng son đã mai một bởi ngày tàn, về chôn cũ thêm đau lòng mang tuổi nhục vào thân. Phải, ta chỉ còn hư danh đã mất tiếng anh hùng, mà ôi cái thuở son vàng nay có còn chi đâu. Đời là giấc chiêm bao, tỉnh mộng thấy kinh hoàng, quê hương ơi đâu rồi, nhãn có bay về xóm liễu, cho ta đôi lời nhắn nhủ rằng có kẻ thất phu đã chuộc lỗi lầm xưa, và xin hãy thứ tha. Lữ An Tùng, nếu tuổi thẹn cái chuyện ngày xưa mà không quay về xóm liêu thì bây giờ Lữ An Tùng người sẽ đến về đâu? Ta sẽ về triều đình đê đầu thu tôi, rồi xin thanh quân xét lại mà sắc phong cho chú Sơn Kiệt được hưởng công ơn như ngày xưa đã ban cho Tống Trấn Sơn bằng. Thôi các ngươi ở lại, ta đi. Cha Cẩm Tú, em hãy để yên cho người đi sám hối yên phận của người. Tiếng chuông chùa vọng điểm ngân nga, chắc giờ này mẹ đã được hòa thượng trụ trì nhận cho quy y tí pháp. Hả? Mẹ đã xuất gia đầu Phật. Còn anh, anh cũng sẽ bỏ đứa em bơ vơ cuối cùng để chờ ngày thanh hoàng trao nhậm chức tổng trấn Dương Châu. Không, việc cai quản trăm dân là phần của thúc phụ, anh đâu có màng địa vị lợi danh. Vậy anh định đi đâu? Anh sẽ về núi Bạc Bồn mùa tuyết sương, thăm lại người xưa nỗi tình năm cũ. Có anh có chị có tình thương. Không, em sẽ ở lại đây suốt đời trong lăng tầm, là một kẻ coi nghĩa trang lo phần nhang khói cho phụ thân được an ủi linh hồn, cho trọn đạo làm con dưới cầu sanh dưỡng đạo đồng. Nếu 18 năm qua em sống trong tình dưỡng phụ thì còn lại tuổi đời em bao. Anh đừng lo cho em sống cạnh cô đơn, ngày làm bạn với hương rừng có nỗi, đêm đã có trăng sao chuyện trò xa.
xóm tôi, và nghe gió đu đưa mà tưởng tượng vong hồn. Anh bằng lòng chiều theo ước muốn của em, vong hồn thân phụ chắc cũng ngắm cười khi thấy một đứa con hiếu hiền.